Nguyễn Đình Chiểu, Trần Quốc Thảo, quận 3, khu vực được xem là nơi tọa lạc nhiều tòa nhà quan trọng của cơ quan chính quyền cũng như cơ quan ngoại giao đoàn tại Sài Gòn. Ngoài ra, con đường một chiều xe chạy này luôn tọa lạc các tòa nhà văn phòng sang trọng, các cửa hàng thời trang đẳng cấp và các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cao cấp. Bất động sản chào bán hôm nay nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu gần giao lộ Trần Quốc Thảo, có mặt tiền lên tới 13,65m, tạo nên một tòa nhà nổi bật khác biệt với các bất động sản liền kề. Trong đó chiều dài là 9,5m, diện tích được công nhận trên sổ là 134,2m2 với kết cấu 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, diện tích sàn sử dụng lên tới 1.001,5m2, đủ đáp ứng cho công năng của một tòa nhà văn phòng hiện đại hoặc dịch vụ thẩm mỹ cao cấp. Hiện đang cho thuê với giá là 260 triệu trên một tháng. Giá chào bán tháng 1 năm 2024 là 105 tỷ đồng. Đây được xem là mức giá rất tốt cho một tòa nhà 9 tầng lầu với mặt tiền lên tới 14m. Tuấn Cao Villa, bất động sản cao cấp Sài Gòn.